Được sự ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sáng nay 26 tháng 10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre đã đến thăm và trao sổ tiết kiệm công đoàn Việt Nam cho gia đình trẻ có cha mất do Covid-19 ở quyền Ba Tri. Sổ tiết kiệm được trao cho hai cháu Khổng Tuệ Minh sinh năm 2011 và Khổng Minh Quốc sinh năm 2015, có cha là công đoàn viên công đoàn cơ sở khối kinh tế ngành huyện Ba Tri, công tác tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mất do bệnh Covid-19 hai cháu Khổng Tuệ Minh và Khổng Minh Quốc được nhận hai sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Số tiền này được gửi vào tài khoản ngân hàng do mẹ hai cháu đứng tên giám hộ. Hàng năm, tiền lãi sẽ được rút vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đáng và số tiền gốc sẽ được giao khi các cháu đủ 18 tuổi. Ông Quỳnh Văn Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh gửi lời chia buồn đến gia đình, qua đó mong rằng gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục chăm lo cho hai cháu học hành đến nơi đến chốn. Bản thân hai cháu phải cố gắng học tập thật tốt để đáp lại công ơn của cha mẹ và các tổ chức chính trị xã hội đã quan tâm. Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, gây nên cảnh đau thương mất mát không gì bù đắp được. Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cùng chung tay với tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch và đã hỗ trợ chăm sóc cho công nhân ba tại chỗ, lực lượng y bác sĩ tuyến đầu, công nhân chẳng may bị F0 qua đời, công nhân bị F1 với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng.